Mẹ con này là con cần nước à? Mẹ tối này. Con này khoảng độ 15-20 tuổi. Đây là mà là một là con cái. Đây là một cô gái 20 tuổi được đấy. anh Thiện chuẩn bị chén cô gái 20 tuổi. Nếu mà có thiếu trứng thì mấy em bỏ trứng em vô nha. Con này ăn gì ngon hả anh? Dạ. Đấy, đang phỏng vấn anh này. Hấp hành này rất là ngon. Hấp hành à? Đấy, máu tiết rồi mật nó làm gì anh? Cho vào rượu đế nha, rượu thật ngon. Vâng. Ok. Rồi, chắc được rồi anh à. Này mấy kia? Dạ, 38. Chỉ nhiều, 38 nha. Bye bye. Xin cái mặt. Hả? Đây có anh Quang. Hai anh này chuẩn bị ăn một em cần nước à? Tên nghe lạ nhỉ? Chắc là một loại rùa. Gọi là cần.